Xin chào mọi người. Hôm nay mới đi chợ mua cherry. Lần này mình làm rượu cherry. Tại nghe nói cherry tốt cho người bị gút. Mà anh Lucky Man là bị gút. Gút gì đó không biết, gao gì đó. Mà cherry thì mùa hè mới có, mùa đông không có. Mà mùa này thì nó rẻ, có 2 đồng phao à. Cho nên bữa nay mình mua, mình làm rượu để dành mùa đông không có cái uống. Miễn nó có chất trong người nó đỡ. Ngon không? Tươi không? Giờ mình rửa cho nó sạch. Để cho nó ráo nước. Rồi lặt cuốn ra. Rồi bỏ vô hũ làm rượu. Còn cái hũ này để mình đựng làm rượu nè. Sau khi rửa sạch sẽ thì nấu nước sôi trộn lại à, vậy mới bảo quản được lâu. Nước sôi trộn. Đây cherry. Cherry sau khi lặt hết cuốn là được như vậy nè. Được nhiêu đây? Này nhiều quá. Cái này cũng khoảng 3 kg ạ. 6 pound. Để đây cho nó ráo. Nó ráo rồi cái hũ kia cho nó ráo. Xong rồi mình làm. Sau khi trộn nước sôi để cho nó ráo, lau cho khô. Giờ mình bỏ cherry vô. Bỏ cherry vô cho nó khô nước. Bỏ cherry vô. Bỏ được một lớp như vậy. Xong rồi bỏ đường vô, múc đường bỏ vô. Sau khi bỏ lớp đường, tiếp tục bỏ cherry vô. Bỏ khi nào được một lớp, rồi nào bỏ đường, cứ vậy. Ok, ráng bỏ hết, nhét hết vô đầy rồi nè. Giờ cái trên này thì bỏ đường, bỏ kính đường ở trên mặt để cho nó bọc đủ mấy cái trái cherry á, cho nó khỏi bị mất. Mình bỏ không đủ mấy trái mà nằm ở trên nó không có đường á, nó sẽ bị mất. Mình bỏ đây, bỏ ít đường vừa đủ thôi, nhắm. Mình làm ở nhà uống chứ không cần liều lượng bao nhiêu đường hết. Làm ít thôi được rồi, làm nhiều quá rồi nó ngọt quá. Okay, sau khi bỏ đường rồi lắc đều hết. Mình lấy cái giấy mà bọc đồ ăn á. Food wrap á. Lên dày. Xong rồi. Đậy lại. Rồi cứ để tự động nó sẽ tan đường. Tan đường, tan đường ra với lại nước mật của trái cherry nó chảy ra. Là mình uống với đá. Năm ngoái có làm bình rượu nho nè. Đây. Làm hồi ngày 24 tháng 3 năm 2000. Năm 2020 chứ. Lấy cho mẹ giấy đi, mày lau coi. Bụi quá. Ừ. Đấy, nó vậy á, không bỏ nước, bỏ gì vô. Miếng giấy ở ngoài kìa, nó ướt ngoài kìa. Tự động mà đường nó chảy ra thành vậy đó. Giờ muốn uống là rót ra uống. Nay tháng 7. Tháng 7 ngày 19 năm 21.
tháng 7 ngày 19 năm 2021. Ok. Để bao nhiêu lâu uống được là mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nhé. Đó là nó thành công, còn nếu mà nó không thành công, nó bị mốc là đem đổ. Nhưng mà chắc chắn thành công, tại đã làm nhiều lần bằng nho rồi. Thì Cherry nó cũng vậy thôi. Cherry lần đầu tiên làm. Nhìn vậy chứ không có nhiều đường đâu, tại vì rắc rắc lên thấy nó vậy á. Có mấy muỗng đường. Còn đây là trong, ở trong đây mình có chai rượu. Chai rượu này thì cũng làm bằng rượu nho đó. Làm để cả năm xong rồi cái uống được rồi cái chắc ra. Lấy cái lược ra cái đổi cho cái chai vậy nè, bỏ trong tủ lạnh. Hay nào uống lấy đá rót ra uống thôi. Nè, lóng dưới nè, xác nho nó còn lóng dưới nè. Đó, rượu nho đó. Chai này mấy năm rồi đó. Hai năm. Còn được đây, lâu lâu mới uống lần. Uống cho nó ấm ấm cổ ngon. Mà nó không có mạnh rượu lắm. Nó giống như là siro nước trái cây thôi, mà nó có chút xíu mùi men rượu. Này là không phải chai của nó đâu nha. Không phải rượu của trong cái chai gì đâu. Này là mượn cái chai của nó, xong mình chắc cái rượu mình làm rồi bỏ vô đây, xong bỏ trong tủ lạnh. Còn mấy chai này là nước bột công anh. Hái ở sau nhà, xong mình nấu xong rồi để nguội bỏ đây làm nước trà uống. Này là nấu nước gia đam. Gia đam với hột chia. Gia đam cũng của nhà trồng luôn. Nói chung là cây nhà lá dừa, tận dụng mùa hè trồng được cái gì thì uống cái đó. Mùa đông thì nhịn. Tiếp tục buổi chiều ra vườn tưới rau. Coi cái ớt trái lòng thòng. Đây. Làm rượu cherry rồi, bây giờ đi ra vườn tưới rau. Cây ớt được hai trái lòng thòng, thôi hái vô đi. Hôm bữa nó còn xanh thì ăn nó không có cay, bữa nay nó chín về thật ơi có cay. Được hai trái ớt. Còn đây cái bụi lá lốt sau khi mình hái nó, mình làm bò lá lốt rồi, bữa nay nó phúng lên lại. Mới đốt một đống rác. Đốt từ từ cho nó hết. Bạc hà bữa giờ thấy đã đỡ rồi đó. Còn đây là hai bụi sâm. Bụi sâm này bữa cậu cho trồng. Xương sâm. Hy vọng nó sống. Bây giờ thì nó sống đó, nhưng mà mùa đông mà nó rụng hết lá nó chết rồi. Hy vọng là hè nó lên lại là mình sẽ có sâm sâm mình ăn. Còn đây là khổ qua, đã hái được 4 trái vô xào rồi. Giờ đây có một trái này tự nhiên nó chín nhanh. Đây có mấy trái đây nè. Đó. Năm nay nó bị trễ, năm ngoái cũng trễ. Cái năm đầu tiên á, mới về đây á, trời ơi, ăn không hết luôn. Trồng có một dây mà ăn không hết, phải mang đi cho. Thôi kệ, có nhiêu ăn nhiêu, đỡ hơn không có. Còn cái bụi này không biết ổ qua loại gì nữa. Bữa có trái bự hái rồi nè. Giờ đang ra cái nhỏ này, trái gì ngộ lắm, lùng lùng, mập mập. Nè, quả non nè, thấy không, nó kiểu vậy. Bữa trái kia nó lùng lùng một mập, mình tưởng trái đó bị đèo hay sao, chứ giờ trái khác ra cũng y chang. Có nghĩa là cái loại này nó lùng lùng mập mập, chắc nó giống chủ nhân của nó đó. Còn cây cà chua, thôi khỏi nói đi, trái quá trời. Cái này là cà chua nó chụp chùm, nó bự hơn cái cà chua mà cherry. Cái này là lỡ cỡ đó nha. Cái này nó cỡ như trái chanh á. Cà chua này nó chùm chùm mà trái nó cỡ như trái chanh á. Trái nhiều lắm, quá trời trong luôn nè, nhiều lắm. Cái này là năm ngoái trồng ở đây nè, xong rồi ăn. Năm ngoái á, hái không hết, cái nó chín nó rụng, cái năm nay tự lên lại, không phải mua đâu. Cũng vậy,
Đây cũng cái loại giống như hồi nãy, cũng trái chùm chùm. Quá trời luôn, mốt nó chín là ăn không hết. Quá trời trái luôn, thấy chưa? Coi nào, chùm đây nhiều lắm. Đó, còn đây là, đây là cà chua cherry nè, của nhỏ cháu bữa cho. Cái cà chua này là bằng ngón tay nè, để ăn sống nè. À, hai bữa hái được mà cũng phải chục trái rồi đó. Giờ hái tiếp, bây giờ nó chưa có nhiều thì mót từng trái. Còn trong đây dưa leo năm nay trồng ở trong đây coi bộ không ngon, không nhiều trái. Năm ngoái trong ngoài kia nhiều trái hơn. Cà chua nó cao, cái cây cà chua nó cao hơn mình luôn. Còn đây là gì biết không? Đậu bắp, cây đậu bắp. Trồng được 4 bụi đậu bắp. Đây một bụi nữa, đây một bụi nữa, đây một bụi nữa, 4 bụi. Còn đây là dưa leo bữa giờ ăn cũng chục trái rồi đó. Vàng dưa leo mà trồng trong đây có bộ không bằng năm ngoái à. Cà chua, hai cây cà chua này là mua nè. Bữa anh Lucky Man nói là một cây chua nhà chồng mình, nói là đừng có mua ở nhà, năm ngoái nó rớt hột từ từ nó lên. Ông nói đợi từ từ lên lâu lắm. Rồi rút cuộc hai cây cà chua mua không bằng mấy cái cà chua ở ngoài kia tự nó lên. Nè, hai cây cà chua mua. Cái thì to thiệt á, chín rồi, sắp chín rồi nè. Cái to thiệt nhưng mà có được có mấy trái là xong rồi đó. Hết mọc nữa rồi. Còn đây. Đó, thấy trái to ghê chưa? Ơi vàng rồi nè, phản này phản hai bữa nữa là nó đỏ ra, hái vô được rồi. Còn đây cây táo tàu của mình. Ôi, cây này mình yêu lắm, mình yêu cây này lắm. Trời ơi, con này trái thấy ghét chưa. Được có một nhánh bên đây thôi, nhánh bên đây tại vì bữa nó nằm ở trong cái thấp vậy nè, cho nên gió nó không có rụng được. Còn cái nhánh bên kia, bữa mưa bão nó rụng hết, nó không có đậu nè. Trời ơi, thích lắm, thích quá chứ thích luôn. Táo tàu ghê lắm. Trời ơi, nó mà hơi vàng vàng, không đợi chín đâu, hơi vàng vàng, ăn nó ngọt mà nó giòn, ngon lắm. Trời ơi, coi trái nè. Ghét chưa? Ghét cái táo tàu chưa? Đó, đó bên đây nè. Trời ơi, trái nè. Cái này năm sau mà nó đậu hết một cây vậy là ăn đâu hết đâu. Trời ơi, xa quá. Ăn thiệt luôn. Ôi, coi nè. Mỗi mắt là mỗi trái. Ghét sợ. Nè, ở bên đây đâu có trái nhiều đâu. Bên đây bữa nó rụng. Ồ, giờ nó cũng đang đậu nè, sơ nè. Bữa nó rụng quá, bữa mưa tự nhiên chặn mưa bão, nó rụng hết trơn luôn. Nè. Này nó mới mọc sao quá. Nè, anh ta đang chiết ra nè. Hy vọng là nó có mọc rễ. Xong mình cắt ngang đây cho mỡ. Đằng sau này có cây đầu long. 2 năm rồi trái quá trời nè, mà nó rụng, nó sóc, nó ăn, nó phá hết trơn. Năm nay giờ thấy vẫn còn, giờ chắc được, hy vọng ăn được. Thấy nó vàng gì mà bóp thử chưa mềm. Thử coi. Chưa mềm, còn cứng. Nè, trái quá trời. Đáng lẽ là nhiều lắm, nó chi chít luôn á, mấy con sóc nó phá, nó cắn rớt hết. Có năm nào mà ăn được đâu. Năm nào cũng rụng hết. Bây giờ thấy vậy nè, hy vọng. Nè, đào long. Hình như cái đào này là người ta làm trà đào hay sao. Đón vậy mới phải không. Cái này trồng sát ranh luôn. Đốt sắp hết rồi. Đốt hết là sạch sẽ vườn. Chiều nay em ra đốt từ từ như vậy, từ từ là hết. Trời ơi, lại ghé vô nó nữa, thương nó quá. Trời ơi, thấy ghét ghét sợ. Thôi đi vô nhà, tối rồi.